tiếng Việt dễ thương nhỉ. Người chết vì trúng gió thì dân gian gọi là gì? Gọi là cảm tử, tức là chết vì bị cảm, đúng không ạ? Cả thế giới kinh ngạc, tại sao anh chàng Ballettin nhất quyết ở lại Việt Nam 12 năm nay mà không có ý định quay về? Xin chào các tình yêu đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, ở đoạn đầu video ngày hôm nay, chúng ta đã được gặp gỡ với một anh chàng rất hài hước. Anh ấy đã nói chuyện bằng tiếng Việt hết sức tròn vành rõ chữ, lại còn pha trò duyên dáng chẳng kém gì là người bản xứ cả. Xem mà cười ra nước mắt luôn các bạn nhỉ. Có lẽ là trong thời đại số ngày nay, những video người nước ngoài nói tiếng Việt thì cũng không quá lạ lẫm nữa rồi. Nhưng bật mí nhá, anh chàng ở đầu video là một nhân vật có tiếng tăm đấy. Chàng trai này đến từ Palestine, là một trong 100 người Ả Rập có sự ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Đang nói là suốt 12 năm qua, anh ấy đã từ bỏ tất cả công việc, người thân ở lại quê hương, bất chấp sự cấm cản của gia đình chỉ để đến Việt Nam sinh sống. Hơn một thập kỷ trôi qua, anh ấy chưa bao giờ có ý muốn rời Việt Nam, thậm chí là có những đóng góp tuyệt vời cho đất nước chúng ta, khiến cho cả thế giới băn khoăn tò mò. Anh ấy là ai? Động lực nào khiến anh bạn này yêu Việt Nam hơn cả quê hương xứ sở của mình? Nào hãy cùng theo mình đi hết video ngày hôm nay để biết câu trả lời nhé! Các bạn đang được theo dõi trên màn hình chính là chân dung của người đàn ông đặc biệt mà mình muốn nhắc đến. Anh ấy tên là Salem Hamad, một anh chàng MC, diễn viên, YouTuber người Palestine đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuy là một người Palestine, nhưng suốt 12 năm nay, Salem Hamad lại yêu thích và tìm thấy sự hạnh phúc khi làm việc và sống theo phong cách của người Việt Nam. Ở Việt Nam lâu, Salim càng cảm thấy mình như một người bản địa khi có thể lái xe máy đi mọi ngóc ngách của thành phố, sẵn sàng ngồi vỉa hè thưởng thức bát bún riêu nóng hổi, không ngại trả giá khi đi chợ hoặc là thi thoảng luyện nói tiếng Việt với những người bạn của mình. Các bạn có tò mò từ cơ duyên nào mà anh ấy lại đến Việt Nam và sống như một người bản địa như vậy hay không? Thực ra thì không như nhiều người nghĩ. Salim Hamad xuất thân từ một gia đình không có điều kiện. Vào năm lên 14, khi bố gặp tai nạn, cậu bé Salim đã phải đi làm đủ nghề để phụ giúp gia đình. Đến năm 16 tuổi, Salim đã có thu nhập lên đến vài ngàn đô la Mỹ từ công việc đầu bếp cho nhà hàng. Sau một thời gian vừa học vừa làm, Salim cũng cảm thấy kiệt sức, từng muốn bỏ học để tập trung kiếm tiền. Tuy nhiên thì mẹ của anh đã bắt anh bỏ việc với tuyên bố rõ ràng, mẹ không cần tiền của con, mẹ chỉ cần bằng tốt nghiệp của con. Và nếu không tiếp tục việc học, có lẽ là Salim Hamad cũng không có cơ hội tới Việt Nam và đạt được nhiều thành công như hiện nay. Vào năm 2015, sau khi giành giải đặc biệt tại cuộc thi nói giỏi tiếng Việt ở trường, Salim Hamad đã gọi điện cho mẹ để báo tin vui. Nhìn tấm bằng khen này, mình tin rằng là người Việt Nam cũng cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Không thể ngờ rằng ở một quốc gia xa xôi như là Palestine lại có một cuộc thi nói tiếng Việt được tổ chức, trao giải bài bản như thế này. Nhờ việc học tập chăm chỉ và đạt nhiều thành tích cao, Salim Hamad đã nhận được nhiều học bổng đến từ các nước như Đức, Ukraine, Trung Quốc. Thế nhưng gia đình anh lại không cho đi vì muốn anh ở lại chăm sóc cho gia đình. Sau đó anh may mắn được nhận vào học viện cảnh sát ở quê nhà. Một lần nữa thì với tinh thần ham học, anh lại đạt được học bổng sang Việt Nam du học. Salim kể lại, hồi đó tôi không biết Việt Nam là gì, ở đâu. Trước đó anh cũng chỉ có ấn tượng về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua các bài học lịch sử trên lớp. Vậy là bỏ qua tất cả các học bổng của các đất nước lớn, chàng trai 18 tuổi Salim Hamad lần đầu đặt chân tới Việt Nam. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, chàng thanh niên Trung Đông toàn tâm toàn ý học tiếng Việt. Sau hơn nửa năm nỗ lực, Salim đã có thể hát ngon ơ những ca khúc truyền thống và những ca khúc hot của giới trẻ Việt Nam thời bấy giờ. Salim là một trong những sinh viên nước ngoài nổi bật tại khoa Việt Nam học Đại học Hà Nội. Salim được bầu làm lớp trưởng trong 2 năm liền, cậu nhanh chóng thích nghi với đời sống giới trẻ ở Hà Nội, thích lang thang trên phố cổ, ngồi trà chanh chém gió ở phố nhà thơ và la cà ở các hàng quán vỉa hè. Tuy nhiên do là tín đồ Hồi giáo, Salim không bao giờ tham gia các cuộc nhậu cùng những người bạn Việt Nam. Anh chàng Palestine rất thích tìm tòi văn hóa lịch sử Việt Nam khi thường xuyên tham quan các địa danh lịch sử, cảnh đẹp nổi tiếng của đất nước Việt Nam, cũng như tham gia các hoạt động thiện nguyện để có thể hiểu kỹ hơn về nơi mình đã học tập và làm việc. Sau khi tốt nghiệp tại Việt Nam, ngày 10 tháng 7 năm 2016, Salim trở về nước làm trong văn phòng quốc tế của Trường Đại học An ninh Al-Istiqlal thuộc Học viện Cảnh sát Palestine, một công việc đáng mơ ước. Tuy nhiên, nỗi nhớ đất nước và con người Việt Nam đã thôi thúc cậu trở lại Việt Nam chỉ sau 9 tháng. Salim kể rằng, trở về nước tôi nhớ Việt Nam chỉ sau một tuần, nhưng tôi không đặt vé quay lại ngay lập tức. Tôi chờ đến tận 9 tháng sau, khoảng thời gian đủ để suy nghĩ thấu đáo. Tôi đã nghĩ rất kỹ về lý do tôi bỏ công việc đó. Công việc nhiều người mơ ước, mang đến cho tôi thu nhập cao, gia đình tự hào. Nhưng lúc đó tôi không hạnh phúc một chút nào cả. Quyết định quay lại Việt Nam khiến cha của Salim rất giận, nhưng sau đó ông đã thông cảm khi biết con trai có công việc ổn định ở Việt Nam. Trong 7 năm gắn bó với Việt Nam, Salim Hamad tham gia rất nhiều hoạt động văn hóa, thực hiện nhiều chương trình, phim tài liệu tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam. Song song đó, anh bén duyên với nghệ thuật và hoạt động như người mẫu kiêm diễn viên tự do. Sau khi quay lại Việt Nam từ quê nhà Palestine, hiện tại anh đang làm việc cho Đại sứ quán Qatar ở Hà Nội.
đó là toàn bộ hành trình tưởng như là chỉ có trong phim của anh chàng Balatin. Và lắng nghe những chia sẻ của anh, nhiều người Việt Nam xúc động đã bình luận bên dưới một bài báo như thế này. Tôi rất hay xem các nội dung của bạn làm, rất nể phục tinh thần dân tộc vô cùng khôn khéo của bạn. Việt Nam và Balatin có những sự gắn kết tương đồng nên tôi rất mong đất nước bạn sẽ sớm hòa bình, độc lập, có chủ quyền được công nhận. Chúc bạn ngày càng thành công hơn nữa. Rất quý bạn này không những nói tiếng Việt mà bạn còn chuyên về các chương trình lịch sử văn hóa Việt, rất hóm hỉnh, thông minh, lại từ tốn nữa chứ. Salim có kênh YouTube mà tôi đang theo dõi. Salim vừa học giỏi, điển trai và rất yêu Việt Nam. Wow, có thể nói là gần như giọng chuẩn người Hà Thành gốc. Salim có thể nằm trong top 30 người nước ngoài nói thành thạo tiếng Việt. Em nói tiếng Việt rất hay và có ngữ điệu, thể hiện sự hiểu biết tiếng Việt một cách sành sỏi. Có lẽ là em nằm trong top những người nước ngoài nói tiếng Việt giỏi nhất đó. Chúc mừng em, hãy làm những gì mà mình muốn tại đất nước tươi đẹp này. Với hơn 10 năm sinh sống tại Việt Nam, có thể nói là Salim đã trải qua cả thanh xuân ở đây. Nếu chị hỏi anh về ấn tượng hay là thích điều gì nhất ở Việt Nam, thì Salim khó có thể trả lời, nhưng có một điều chắc chắn rằng là đó chính là tình yêu dành cho Việt Nam. Khi đến Việt Nam, tôi chỉ có thể cảm nhận những gì mắt thấy, tai nghe, tay sờ, nhưng để làm được cho trái tim rung động thì chỉ có thể là tình cảm. Điều làm tôi rung động chính là tiếng Việt. Càng học tiếng Việt, Salim lại càng thêm yêu Việt Nam. Trong thời gian tại đây, anh hiểu hơn người Việt Nam, biết họ thích gì, nghĩ gì, anh bộc bạch. Tình yêu chỉ có thể trọn vẹn khi có sự thấu hiểu. Để người Việt Nam hiểu anh và anh hiểu họ, cần phải có một phương tiện để gửi gắm những tâm tư, tình cảm và văn hóa giữa hai bên. Đối với anh thì tiếng Việt chính là công cụ giúp anh làm được điều đó. Có thể nói tình yêu với Việt Nam của Salim hình thành từ việc anh hiểu Việt Nam và Việt Nam cũng hiểu anh. Đáng chú ý, vào năm 2019, Salim Hamad đã trở thành đại sứ hữu nghị vì hòa bình của thành phố Hà Nội. Xuyên suốt cuộc thi đó thì anh đã luôn nhấn mạnh mong muốn trở thành cầu nối giữa văn hóa Palestine và Việt Nam. Anh từng phát biểu rằng, không có dân tộc nào trên thế giới này có khát vọng hòa bình bằng dân tộc Palestine. Việt Nam đã, đang và sẽ luôn luôn là nguồn cảm hứng, một tấm gương sáng để người Palestine lấy động lực tiếp tục cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập tự do dân tộc. Đã nói thì phải làm, Salim bắt tay vào thực hiện kênh YouTube của riêng mình. Khi mới bắt đầu, không một ai ủng hộ anh ngoại trừ em gái của anh. Bây giờ nếu xem lại những video đầu tiên sẽ thấy có những bình luận tiếng Anh của em tôi. Gần đây thì em ấy đã biết bình luận cả bằng tiếng Việt thông qua các video của tôi. Salim hào hứng kể, mục đích của Salim khi bắt đầu kênh này không phải là để kiếm tiền hay là câu view. Thông qua việc làm YouTube, anh mong muốn giới thiệu văn hóa và con người Palestine cho người Việt Nam. Từ đó mà bản thân người Việt sẽ có nhiều tiềm năng phát triển trong công việc hơn. Anh muốn mở cửa cơ hội cho người Việt Nam. Đồng thời, việc làm video cũng giúp Salim trau dồi thêm tiếng Việt của mình. Anh cho biết, các chủ đề video không phải dễ nên anh phải dành nhiều thời gian để viết kịch bản, dịch tài liệu tiếng Ả Rập sang tiếng Việt, lựa chọn từ ngữ phù hợp rồi nhờ bạn bè xem lại để có những diễn đạt phù hợp với người Việt. Đối với anh, việc kinh doanh trên YouTube chỉ là phụ. Kênh YouTube của Salim mới mở chế độ kiếm tiền trong 4 tháng gần đây. Salim quan niệm rằng số tiền này chỉ có 50% là của anh, còn 50% còn lại là của Thượng Đế. Do đó thì anh sẽ sử dụng số tiền của Thượng Đế để làm phúc cho mọi người. Giữ đúng lời hứa của mình, nhân dịp kênh YouTube đạt 100.000 lượt đăng ký, Salim Hamad trích một nửa từ thu nhập trong 3 tháng của mình để mua xe máy hỗ trợ một người bị kẹt ở Việt Nam ngay từ đầu dịch. Không biết là các bạn có cảm nhận như thế nào về anh bạn người Palestine này? Còn mình thì vô cùng xúc động, thật hiếm có một người bạn nước ngoài nào hiểu Việt Nam, yêu Việt Nam và dành nhiều tâm huyết như vậy cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Nghe những chia sẻ của anh ấy, mình cũng đã nhận ra lý do thực sự vì sao anh ấy yêu Việt Nam đến như vậy. Bởi lẽ rằng Việt Nam mang lại cảm giác gần gũi cho tất cả mọi người, đi đến đâu cũng như là nhà. Việt Nam đáng tự hào, đáng để ghé thăm, đáng để sống thử và sẽ luôn luôn là như vậy. Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nhé. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.